Hello anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Xế Xịn Sò Channel. Đặc biệt là những chị em nào mà mới mua xe, mới sử dụng xe lần đầu, là tài mới, mới lấy xe về và mới đổ xăng lần đầu, thì không biết có bị bỡ ngỡ khi mà không biết được là mở nắp bình xăng như thế nào để nhân viên cây xăng có thể đổ xăng hay không. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh chị em mình đang sử dụng những dòng xe Hyundai có thể biết được cách mở nắp bình xăng. Vị trí nắp bình xăng á thì ai cũng biết, nhưng mà lần đầu tiên mở nắp bình xăng á thì chưa chắc gì ai cũng đã biết. Giới thiệu anh em vị trí mà mở nắp bình xăng đầu tiên cho những dòng xe mà từ xưa đến giờ thường hay sử dụng, đó chính là vị trí đây, dưới ghế lái. Anh em có thấy đây không? Đây là một cái cần nảy nắp bình xăng, biểu tượng cái trục cây xăng nè, chỉ cần móc lên thôi. Bụp. Và thế nè, nắp bình xăng đã được mở ra. Nhân viên cây xăng chỉ việc đổ xăng vào thôi. Nhưng mà trên những dòng xe hiện đại như bây giờ, như chiếc Hyundai Tucson 2023 này, ở dưới ghế lái không có cái lấy để gạt mở nắp bình xăng, thì chúng ta mở như thế nào? Thì em lưu ý, đối với những dòng xe này á, thì nắp bình xăng nó sẽ giống như là một cái cửa. Để mở được nắp bình xăng á, thì anh em mình phải mở lóc cửa đó. Thì khi di chuyển á, xe sẽ tự động khóa lóc cửa, thì nắp bình xăng sẽ không mở được. Cho dù anh em có dừng lại trạm xăng, nhưng mà khi đó anh em chưa mở lóc cửa thì nắp bình xăng cũng không thể nào mà mở được đó. Còn khi anh em dừng lại chạm xăng thì anh em nhớ bấm vào nút mở lóc cửa như thế này đó, thì nắp bình xăng mới được mở. Khi đó nhân viên cây xăng sẽ nhấn vào cái nắp bình xăng thì nắp bình xăng sẽ bung ra. Mình sẽ làm cho anh em xem nha. Đây, bây giờ mình sẽ lóc cửa như là mình vừa đang chạy xe ha. Thì cửa, tất cả các cửa sẽ lóc, và nắp bình xăng đây nè, nhấn vào không thể nào mở được nha. Rồi mình dừng lại, mình bấm mở lóc cửa, thì khi đó nắp bình xăng này nhấn vô sẽ mở được. Anh em lưu ý, nắp bình xăng như là một cái cửa